Lễ vượt qua có nghĩa là vượt qua, là không phán xét mà sẽ vượt qua. Do nhìn vào đâu ạ? Đức Chúa Trời phán rằng khi huyết trên con được bôi trên hai cây cột và mày cửa, ta nhìn huyết đó thì sẽ không phán xét mà vượt qua. Đức Chúa Trời phán rằng Ngài chỉ nhìn vào huyết của Chúa Giêsu Christ thôi. Nhưng chúng ta lại muốn cho Chúa thấy điều gì? Việc mình làm thiện, việc mình dâng hiến nhiều. Chúa Giêsu là trên con, đã bôi huyết Ngài ở bàn thờ ở trên nước thiên đàng rồi. Vì ở nước thiên đàng mọi thứ đều là đời đời, nên tội lỗi đó đã được tha thứ đời đời rồi. Thật yên tâm khi Đức Chúa Trời không nhìn điều gì khác, mà chỉ nhìn huyết của Chúa thôi. Vì thế giờ đây trong tấm lòng của chúng ta, đã có huyết của trên con là Chúa Giêsu chưa? Làm thế nào để bôi huyết vào lòng của chúng ta? Đức Chúa Trời nhìn tấm lòng của chúng ta. Tôi đã phạm tội, nhưng Chúa Giêsu đã đổ huyết rồi. Huyết đó đã tha tội của tôi rồi. Vậy thì trong tấm lòng của người đó đã có huyết. Huyết này là chứng cớ đã chịu hình phạt thay cho tội lỗi của tôi. Tin vào điều đó chính là tin Chúa Giêsu. Anh chị em hãy hạnh phúc ở trong huyết của Chúa Giêsu. Anh chị em hãy rạng rỡ. Hãy cầm đức tin.